Hi, xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là dòng Seawood 2023 với một cái kiểu dáng mới được thiết kế một cái dòng một cái ngoại hình hoàn toàn mới ở dòng Seawood 2023. À, các bạn thấy không? Mình đang quay cho các bạn đó là một cái mẫu màu mà tất cả các phiên bản trước hầu như là không có. ở Đó là màu xám ánh xanh bạc đen bạn được Uh, pha lẳng giữa ba màu để tạo nên một cái vẻ đẹp hầu như là hoàn thiện cho cái mẫu xe siêu quýt 2023 hoàn toàn mới các bạn thấy không một mình nhìn ở phần trước thì một cái kiểu dáng uh, được thay đổi hoàn toàn giữa uh, một cái yếm trước hầu như là được thiết kế mới các bạn một phần yếm trước thì được làm ba phần uh, ở phiên bản 2022 thì nó liền nguyên khối còn ở 2023 được À, làm tách rời là ba phần, gờ mặt nạ và hai yếm hai bên. chứ được thiết kế lại như cái dè trước nó bự hơn, nó không cho đắt bắn vào động cơ các bạn. Còn ở dòng Seawood 2023 thì cái mẫu đèn vẫn sử dụng là đèn halogen nhưng uh, được uh, sáng luôn nha các bạn khi các bạn bật tắt bật phá lên nó sáng luôn, nó không tắt. Khi mình chừng các bạn khi nào các bạn tắt phá thôi. Tại vì ở dòng Seawood 2023 không có nút tắt đèn các bạn. Các bạn thấy không? Một cái sự bố trí màu hoàn hoàn toàn mới giữa cái tông màu là mặt nạ màu đen hai yếm hai bên là được phối là màu xám ánh xanh với một cái tem 3 d uh, giờ màu xanh với những cái tem họa tiết hoa văn cực kỳ là mới lạ còn ở phần cái yếm trong thì được phối là màu bạc cho nó sáng cái phần uh, yếm trong lên các bạn còn ốp sườn sau được phối một cái màu xám ánh xanh với một cái viền tem chạy dài từ cái phần ốp sườn trước cho đến dọc dưới cái thân sau để tạo một uh, điểm nhấn cho dòng xe Sea Wood 2023 với kiểu dáng cực kỳ là thể thao luôn nha các bạn. Các bạn thấy không? ở cái phiên bản dành đúc này thì các bạn thấy một cái sự cứng cáp ở dàn chân với một cái tông màu hoàn toàn mới để tạo nên cái điểm cộng cho dòng Sea Wood 115 2023 các bạn. Thì xe Yamaha Sea Wood 2023 mới thì xe Sea Wood 2023 Yamaha ở Việt Nam phân phối với hai phiên bản bao gồm là Siwitz được trang bị bộ chế hòa khí và Siwitz FI còn gọi là trang bị phun xăng tử các bạn. thì trong đó phiên bản Siwitz chế hòa khí được nhiều bạn trẻ ưa chuộng và động cơ bốc hơn đầm hơn. còn Siwitz FI thì nổi bật nhờ cái khả năng vận hành và sự tiết kiệm nhiên liệu các bạn. thì Yamaha Siwitz F 2023 mâm đĩa có bốn màu các bạn, màu xanh, màu xám ánh xanh, với màu xám vàng với màu đen các bạn với một cái khối động cơ là 115 cc bốn thì làm mát bằng gió các bạn bằng mà làm mát còn gọi là không khí các bạn thì Seawood luôn vận hành mạnh mẽ và êm mái nhất trong điều kiện giao thông tại Việt Nam mình các bạn thì đèn trước sử dụng là là bóng halogen HX1 các bạn đèn pha Seawood giúp người sử dụng có thể dễ dàng quan sát rõ ràng khi điều khiển giao thông vào cái uh, buổi tối các bạn. Thì ở dòng Suzuki FI 2023 được thiết kế lại mặt đồng hồ nó gọn hơn ở phiên bản 2022 các bạn. Nhưng mà nó hiển thị đầy đủ tất cả các thông tin như là báo số, km và báo xăng với một cái đèn báo lỗi với thêm một cái đèn eco các bạn. Cái đèn eco là đèn tiết kiệm nhiên liệu các bạn. Đó. Còn ở bên tay trái của mình là nút code pha, xi trái phải và một cái nút còi. Còn bên tay phải chỉ có nút khởi động không có nút À, tắt đèn các bạn ở dòng Swift 2023 là đèn trước à, khi mình bật phá lên sử dụng là nó luôn sáng nha các bạn à, khi mà các bạn tắt phá thì thôi khi, khi nào các bạn không chạy nữa tắt phá thì nó mới tắt nha tại vì ở dòng Swift 2023 à, được à, sử dụng một cái hệ thống điện là hai chiều giúp cho cái hệ thống đèn nó, nó ổn định hơn thế hệ trước là sử dụng điện một chiều các bạn các bạn thấy một mẫu xe được thiết kế hoàn toàn mới với cái kiểu dáng à, với màu sơn cũng như những cái tem được thiết kế ở trên dòng xe cực kỳ là 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 tinh tế với à, một cái à, điểm nhắn hoàn toàn mới các bạn thấy một cái mẫu yếm à, khi mà các bạn mà ngồi lên nó có một cái cảm giác là nó che phủ cái chân mình hết khi các bạn chạy là những cái sình hoặc những cái gió nó không có bắn vào cái à, phần chân mình được nha các bạn với được các bạn thấy một cái yếm trong được tạo hình những cái đường cong cái bạn với cái tông màu bạc cực kỳ là sáng ở cái phần ở trong luôn ở dòng Seawood FI 2023 với màu xám ánh xanh bạc đen này thì mình thích nhất là cái màu các bạn cái màu hầu như là tất cả các phiên bản chỉ có là màu xanh trước màu xanh không có được pha lẫn giữa ba màu như dòng phiên bản 2023 với một cái tem RC tại vì ở phiên bản dành đúc này tất cả phiên bản đều là phiên bản RC hết nha các bạn được mà một cái chữ GC mà gom cực kỳ là sáng luôn với một cái phần tem chữ Seafood hiệu ứng 3D các bạn màu xanh à, với cái nền đen. Nó, nó 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 gợi sáng lên khi các bạn chạy trong bóng tối nó sẽ dạ lên một cái à, ánh hào quang với chữ Seafood 115 các bạn thấy. Không? Cực kỳ là đẹp luôn. tuy một cái thiết kế đơn giản nhưng mà nó mang lại vẻ đẹp hầu như cho à, phiên bản Seafood 2023 hoàn toàn mới các bạn thì ở cái ống bô được thiết kế nhằm tạo ra một cái tiếng máy im ái giúp khởi động mạnh mẽ đồng thời mang lại cái nét thời trang và thể thao các bạn đó thì mặt đồng hồ hiển thị đầy đủ thông tin như số km tốc độ mức tiêu hao nhiên liệu và đèn báo sốt thì sơ lược về Seagull 2023 về cái thiết kế của Yamaha Seagull 2023 không khác biệt nhiều so với cái đời cũ ngoài việc bổ sung thêm những cái màu mới và cũng như cái tem mới các bạn. Thì về xe dẫn sở hữu ngoại hình trẻ trung với kiểu dáng nhỏ gọn phù hợp cho cả nam lẫn nữ luôn nha các bạn. Với kích thước tổng thể à, xe theo thứ tự dài rộng và chiều cao lần lượt là một, à, 1940 nhân x 715 x 1075 mm các bạn. Thì chiều cao cơ sở là 1200 mm, độ cao gầm là 130 mm, chiều cao yên là 770 mm nha các bạn. Với Uh, phiên bản FI kích thước uh, có phần nhỉnh hơn uh, về chiều cao cụ thể đó các bạn, chiều rộng đó thì Yamaha Cygo 2023 có rất nhiều màu sắc để người dùng thoải mái uh, lựa chọn. Cygo uh, phiên bản phanh cơ thì nó có 3 màu các bạn. Cygo phiên bản phanh đĩa GC thì nó có bốn màu tùy chọn luôn. Thì đối với Cygo FI 2023 mẫu xe số Yamaha có bốn màu với mỗi phiên bản các bạn. Thì trang bị cho Subaru 2023 sở hữu các uh, trang bị như một chiếc xe phổ thông cụ thể như là hộp chứa đồ dưới yên uh, để vừa được một cái mũ bảo hiểm nửa đầu và những cái vật dụng khác như áo mưa rồi các bạn đồng hồ analog hiển thị đầy đủ thông tin quan trọng như vận tốc mức tiêu hao nhiên liệu đèn báo số còn trên phiên bản FI thì có thêm một cái đèn trạng thái hoạt động của FI nữa nha các bạn với hệ thống đèn chiếu sáng halogen cho hiệu quả tốt ở dung tích bình xăng là 4 lít 2 các bạn Đó. thì cả ở dòng phiên bản màu xám ánh xanh bạc đèn với mẫu siêu 2023 với một cái diện màu mới thì các bạn thấy một cái mẫu màu được gọi là một cái sự nổi bật cải tiến hoàn toàn ở phiên bản siêu FI 2023 với một cái diện màu mới thích hợp cho tất cả các anh em sử dụng nhiều mục đích khác nhau nha nếu mà các bạn thích ở cái mẫu xe này thì nhớ cho mình xin một like và một đăng ký để mình ra nhiều cái màu mới nữa cho các bạn tham khảo một cái mẫu xe hoàn toàn về cái thiết kế cũng như động cơ cảm ơn các bạn rất nhiều xin chào